Thống kê của Cục Lâm nghiệp, diện tích rừng có thể tham gia chương trình bán tín chỉ carbon ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ là hơn 4,2 triệu hecta. Tuy nhiên, hiện nay việc tham gia tín chỉ còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc bởi chưa có các chính sách rõ ràng để các địa phương tại Tây Nguyên triển khai thực hiện. Vấn đề mới mẻ, các cái doanh nghiệp rồi người dân vẫn còn hiểu biết chưa nhiều và rất cần phải có cái đào tạo tập huấn hướng dẫn để nhận thức đầy đủ. Thứ hai, đặc biệt là vấn đề cơ chế, cái thể chế chính sách của chúng ta về vấn đề thống kê đo tính cái lượng phát thải giảm cũng như là cái lượng carbon hấp thụ, quy định về vấn đề mua bán tín chỉ carbon ở Việt Nam như thế nào và để vừa đảm bảo cái công bằng phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo tính toán, nếu thực hiện được các giao dịch tương xứng, nước ta có thể bán tín chỉ carbon với giá trị khoảng 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Đây là nguồn thu rất lớn, góp phần nâng cao đời sống người dân. Trong đó có đồng bào Tây Nguyên sinh kế gắn với rừng. Nếu mà được triển khai cái tín chỉ carbon, thì cái này đầu tiên đã được để hỗ trợ, giúp đỡ cho bà con, nhân dân vùng đệm, đặc biệt là các bà con sống ở trong rừng và gần rừng. Có được cái nguồn về tín chỉ carbon thì sẽ làm cho bà con được kinh tế từ rừng, cái tính đa dụng của rừng, thì bà con sẽ được hưởng lợi. Để làm gì? Để bà con bảo vệ cùng chúng ta để bảo vệ, và bà con sẽ là tự nguyện và chủ động để bảo vệ rừng. Đầu tháng 4 năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên chỉ đạo ngành nông nghiệp xây dựng kế hoạch điều tra rừng, xác định diện tích rừng, trữ lượng rừng và trữ lượng tín chỉ carbon. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ có những quy định cụ thể về mua bán tín chỉ carbon để các địa phương chủ động tham gia vào thị trường này.